Ngày 24 tháng 7 tại Hà Nội, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh sinh viên xuất sắc chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế và quản trị marketing. Đây là chương trình hợp tác giữa trường này với Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh. Tham dự có giáo sư Michael Ngân, hiệu trưởng Trường Đại học Staffordshire. Sau hơn 2 năm thành lập, Đại học Anh Quốc Việt Nam đã có gần 100 sinh viên theo học chương trình của Đại học Staffordshire. Với nỗ lực từ cả hai phía, chính phủ Việt Nam và Anh Quốc, sinh viên tại Đại học Anh Quốc Việt Nam đã được thụ hưởng một nền giáo dục Đại học Anh Quốc chuẩn mực và đang đồng hành cùng hơn 28.000 sinh viên của đại học này trên toàn thế giới. Trong đó có 18.000 sinh viên học tập tại Anh Quốc và 10.000 sinh viên ở các quốc gia khác. Chỉ riêng tại châu Á, trường đại học này đã thu hút tới 5.000 sinh viên học tập và nghiên cứu trong môi trường đào tạo năng động và hiệu quả.